Rồi, vì là điện nên là mình không có dẫn chơi được, nên là Vương mới làm những cái clip nhỏ nhỏ cho mọi người có thể coi để hiểu từng ly từng tí trước rồi mình làm sao ha. Đó, do là vậy đó. Thì giờ các bạn thấy không ạ? Giờ tôi nói quay lại cái thiết bị xíu. Một cái ổ cắm thì nó cái này là ổ cắm thì nó có 3 dây. Ổ cắm 2 dây thì vừa chút xíu Phương sẽ làm một cái ví dụ như đây ba loại thì sẽ có một chỗ một cái khúc cuối cùng này Phương sẽ làm cái loại 2 dây. Còn hai cái lỗ này Phương sẽ làm 3 dây ha. Gắn 3 dây đầy đủ luôn, tại do Phương có te nên là nhà ai mà không có cái cọc te đó đó, không có cọc đóng, đa số là không có nha, thì mình cứ làm theo cái loại 2 dây của Phương như vậy là được rồi, không cần 3 dây. Hiện tại Phương kéo 3 dây. 3 dây đúng không ạ? Đây nó có hai lỗ là tương đương với 2 dây nữa. Là bao nhiêu dây vậy? Là có nghĩa là nó 5 dây. Đúng không? Đó, 3 dây, 2 dây, 5 dây. Nhưng mà cái này nè, cái của Phương đang muốn nói cho mọi người hiểu là cái thằng này nó có một nồi thì chắc chắn thằng bóng đèn đây, nói cái này để cho nó dễ đi, thằng bóng đèn thì nó cũng phải có phải một nồi nữa đó, nó cũng có phải một nồi nữa, nên là mình phải hiện tại đang là 6 dây ha. Thì giờ Phương đưa lên cho mọi người coi, Phương đưa lên tới đây thôi nha, tại vì nói để cho mọi người hình dung thôi, chứ mà nếu như mà Phương làm một cái luồng tuôn Phương kéo hết về ở đây á thì nó sẽ hơi rối làm cho mọi người không không có hiểu được hết. Thì Phương chia khúc nhỏ ra cho mọi người. Thì Phương quyết định nè, dây đỏ là dây ổ cắm nha. Đó, cái ổ cắm là Phương sẽ làm màu đỏ. Ở đây nó có một khúc này, có khúc này ổ cắm thì sẽ làm màu đỏ ha, đây nha, đó là ổ cắm quy định của văn nhân nha, cứ ổ cắm màu nè, màu sợi màu đỏ nè đúng không ạ, đây đó kéo ra thả đây cái đã, ổ cắm nha. Rồi tương đương ổ cắm thì nó phải có một dây đen nữa đúng không ạ, thì đây Phương muốn kiếm sợi dây đen bỏ vô, đó. Một đỏ một đen rồi Phương đảm bảo rồi ha, đảm bảo là ổ cắm là vẫn có một đỏ một đen rồi, đây làm từng dây cho mọi người coi nha, đúng ra là không có rút kiểu này đó, rút cái này thì nó dị lắm, nó không giống ai, nhưng mà Phương muốn làm cho mọi người coi để cho rõ từng dây. Dính rồi không được, đi 2 giây xuống rồi. Phương có nói đó, một đỏ này mới phải bước một sợi dây te nữa, thôi để Phương làm luôn sợi dây te rồi Phương cho nó đi xuống một lần luôn, làm luôn sợi dây te nữa nha. Đó, vỗ tay vỗ tay vỗ tay này ha, đó ba sợi nè, đây là ổ cắm nè đúng không ạ, ba sợi nè đúng không, cái ổ cắm nè có ba lỗ, mình ba sợi đáp ứng độ rồi ok. À, tới cái công tắc đúng không ạ, công tắc nè, đây đây là off đây là on đó ha, thì quay mặt luôn sau nó có dày thì dày mình đấu sao cho nó đúng để cho nó không có nổ ha. Thì mình như mình có nói đó, một cái bóng đèn thì nó phải có hai chân, thì các bạn một chân là bạn vô đây nè, một chân thì vô đây ha, rồi dây một dây màu xanh là vô đây, còn một dây nguội các bạn đấu vô trong một chân này còn lại đó, rồi bắt đầu lôi nguyên cặp dây này đi về về tủ là xong rồi. Thì giờ mình làm sao là mình cứ lôi cặp dây này rồi tính
này nha. Đó. Thì giờ lôi cặp dây để cho nó tiện. Thì Phương có cái sợi dây mồi dày. Đó, mình chọn suốt. Đúng không ạ? Đây, nó tiện đó nè. Đó, mình chọn phải suốt. Cái này gọi là sợi dây mồi. Đúng không? Rồi, ok. Quấn keo lại. Đó. Rồi, rút lên thôi. Rút nhẹ nhàng lên. Rồi, xong á. Rồi, đúng rồi. Nó ra rồi nè. Rồi, ra rồi. Cặp dây nè. Rồi, đây. Cặp dây này là của đèn nha các bạn. Đó, đây là đèn. Đây là ổ cắm. Riêng, riêng với nhau rõ ràng luôn ha. Ba sợi, hai sợi. Rồi, tiếp theo mình qua đây cũng y chang vậy luôn. Rồi, mình cũng là Phương cũng làm tiếp theo, tiếp tiếp vậy cho các bạn coi nha. Tiếp theo Phương có nói rồi đó, ở đây vẫn là, nhưng mà giờ là Phương xài cái loại mà cái ổ cắm mà nó có hai lỗ, nên hai lỗ thì mình đi hai dây, nó vậy thôi à, chứ nó không có khác nhau gì hết đó. Đây vẫn là dây nóng. Thấy không ạ? Đây, xong. Thì giờ á Phương sẽ đi bao nhiêu sợi để cho nó qua tới bên kia. Các bạn chỗ này có thấy không ạ? Nguồn đèn nè. Nguồn ổ cắm. Mũi te. Vậy là các bạn thấy đây mấy sợi? 2 sợi. Đây 3 sợi, 5 sợi. Thì cứ đây là 5 sợi mình đi về nè. Đó. Nhưng mà cái nếu như từng khu vực thì mình nên tách ra, tại vì hôm nay là Phương nói là từng khu vực nên là mình không có đứt với nhau được nha. Từng khu vực là mình phải tách ra riêng biệt hết, ví dụ như cái nhà trên, nhà dưới, rồi nhà bếp này nọ thì mình không có chung được. Còn nếu như các bạn ấy này một khu với nhà bếp thì các bạn hình dung không ạ? Đèn chúng ta đó đi chung một cái đường dây nguồn ổ cắm, chúng ta đi chung một chiều dây nguồn thôi, không cần phải như vậy. Nó rất là lấp, mình lấp về mình thành một con CB. Còn hiện tại là mình ba khu vực mình tương đương với ba con CB khác nhau ha. Nên là giờ con cứ đi tiếp. Đây. Tè đầu. Đây. 3 sợi. 4 sợi, thiếu sợi mũi nữa. Đi kiếm thêm sợi mũi nữa. Có vẻ là nó thiếu sợi. Chờ một xíu nha, Phương kiếm thêm sợi mũi đó. Kiếm thêm sợi mũi này cho nó đủ. Rồi, Phương đã kiếm ra sợi mũi nè. Phương đưa 5 dây về nè. Đó. Cái này là Phương nhìn vô là biết của đèn rồi đúng không ạ? Cái này là te nè. Cái này là một cái nguội của đèn nè. Rồi. Cái này te của ổ cắm, đèn nè, nguồn của đèn nè. Cái này là cái bộ của ổ cắm, nguồn ổ cắm te đó, rồi ha. Giờ Phương kéo về. Thì đây, Phương kéo về trước cho mọi người xem. Cũng là câu chuyện mỗi lần mình kéo mình sắp sắp xuống vậy nè. Cứ rồi bỏ vô trong cái sợi dây mồi á, mình rút cho nó khỏe. Đó. Tới đây các bạn có lẽ là hình dung được rồi đúng không ạ? Đó. Đây. Bắt đầu là mình đi cái này dây nguồn mà. Dây nguồn mình phải từ bên đây. Từ cái khúc này nè. Nhưng mà chắc đây. Này kéo thì nó hơi cực. Đây ha. Đó, kéo kiểu gì nó lòn nó cũng đi hết á.
Đó. Mình bỏ xuống dưới đi. Rối quá. Đó, mà thấy không ạ? À? Đẩy lên đây nè. Đó. Để cái máy xuống cho xíu dần cái máy nè. Cái dây mồi này có loại 5m, loại 10m đó. Các bạn muốn mua loại nào mua. Đây, nó ra ở đây nè. Rồi, mình chỉ việc bỏ vô, kéo cái dây về, kéo cái nùi dây này về. Là coi như ví dụ như cái này là mình xong được cái phần của nhà trên. Các bạn canh nè, canh dây nè, tay cũng đã tới rồi nè, nguồn cũng đã tới rồi, ok. Thì đây là một cụm. Rồi đây ha, đây là một cái cụm, coi như là cái cụm của nhà trên. Rồi, mình đừng quan tâm tới nữa. Rồi xong. Coi như chúng ta đã hoàn thành được một cái nhà trên rồi đó. Đó, nhà trên mà cái như vậy đó. Thì giờ Phương cắt đi cho đỡ, nhìn cho nó đỡ rườm rà, rất tối. Cắt thôi. Đó, đúng không ạ? À, Phương đã cắt rồi. Dây này dư tiếp theo. Rồi, giờ tới phiên giờ Phương nói nhà trên, nhà dưới. Rồi, ok, nhà dưới. Nhà dưới thì đây thì cũng là như dây, cũng y chang vậy luôn. Nhà dưới đây cũng có 5 dây quá, 2 năm rồi, cũng kéo 5 dây đi về, cũng kéo 5 dây tỉnh bơ đi về thôi. Đó. Lại câu chuyện mày đo tiếp đúng không? Ô, thiếu. Nguồn. Rồi sau khi xong cái nhà trên thì hôm nay giờ mình làm cái nhà dưới. Nhà dưới vẫn là 5 sợi, 2 cái ngụi, một cái ngụi của đèn, một cái ngụi ổ cắm. Thì ngụi đèn ổ cắm tại sao mà đi hai cái thì bữa trước Phương cũng nói rồi đó, một cái eo, cái không eo, nó vậy chỉ vậy thôi ha ha. Giờ thì cũng ở đây và bước tiếp theo là tới câu chuyện nhà trên xong, giờ tới câu chuyện nhà dưới. Thì mình cũng 5 giây, thì Phương có nói rồi, ở đây là Phương vẫn đi cái cổ cắm 3 cháu ha, à, cổ cắm đôi 3 cháu, cổ cắm 3 cháu nè, nên là bắt buộc mình phải 3 về. Nên là nó vẫn có 5 sợi. Thì do lúc đầu tiên á, là Phương với cái bản này á, là Phương định là Phương đúp ở trên đây nè, 5 sợi đúp lại. Có nghĩa là giờ đây lên tới đây cái mình nấu vô. Nhưng mà làm cái đó là làm chỉ trong một khu, nên là cái clip này thì Phương lại đổi hướng là Phương muốn làm là cho từng cái khu vực riêng biệt riêng luôn. Nên là ví dụ nhà trên, nhà dưới, nhà bếp. Nên là hiện tại là cái lỗi nhỏ quá thì Phương không có đi vô được. Thì tạm thời Phương sẽ đi ở ngoài cho mọi người, Phương sẽ làm cho nó xong cho mọi người để có hiểu được hết clip này cái đã. Rồi Phương sẽ chỉnh sửa lại cái kia sau. Nhưng mà nó vẫn là, nếu như cái đường mà mình đi chính như thế này á, thì không thể nào là cái ống con, cái ống chính này nè phải là bự hơn cái ống con. Và cái ống chính á là các bạn đi giống như Phương kìa. Đây, Phương sẽ cho các bạn coi nè. Đó, các bạn đi vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Các bạn đi lên trên này nè. Đó, những cái đường ống chính á là các bạn lấy cái bốc á. Đó, các bạn thấy không ạ? À? Cái bốc đó, cái bốc kia kìa. Đó là cái ống chính á. Thì các bạn lấy cái bốc đó, các bạn làm. Thì cái bốc đó mình cũng khoét lỗ, cũng y chang vậy thôi. Mình cũng khoét lỗ rồi mình khoét lỗ rồi gắn cái nối vô rồi đưa ống vô. Đó, đúng không ạ? Mình nối bao nhiêu cái bốc thì bao nhiêu ống thì mình đi bấy nhiêu ống. Thì nó chỉ là vậy thôi.
Thì hiện tại thì giờ để cho nó dễ cái câu chuyện đi, thì Phương sẽ cột ở trên ha, thống nhất vậy nha. Phương cũng lấy 5 giây, Phương cột ở trên luôn. Nó đây 5 giây thôi, như vậy mình cột. Bây giờ mình đi cái móng thì mình tôi lấy tạm thời Phương cột trước đi. Nắm được đã rồi tính tiếp. Clip sau thì Phương sẽ đưa vô để Phương đảnh Phương làm vô ống rồi cho mọi người coi. Đó. Đó, nó vẫn giống như mình đi vô ống vậy nè, đó, thấy không ạ? Y chang đi vô ống thôi. Nhưng mà cái này thay vì đi vô cái này Phương cụ nó ngộ hơn xíu. Hiện tại là nhà bếp là Phương cho nó xài theo cái dạng là hai lỗ ha, ổ cắm đôi, ổ cắm ba mặt ba lỗ đôi hai chấu thôi. Rồi thì giờ chuẩn bị dây. Rồi giờ sau khi Phương đã chuẩn bị xong sợi dây rồi đây. Đó, thì giờ nó hồi nãy là Phương có nói rồi đó. Đèn là màu xanh nhưng mà hiện tại Phương hết dây xanh rồi nên là Phương chuyển qua sang Phương xài dây vàng để cho phân biệt được ha. Ổ cắm vẫn là màu đỏ, dây nguồn ha, dây nóng á, dây mà đo vô nó có điện á, đó là đây nè, dây này cũng đo đó. Còn một cái nguội của đèn, một cái nguội của cắm, hiện tại nó không có dây xanh nữa, dây xanh hai màu đó thì do nó không có te ha, do có ổ cắm không có mình không cần đi. Đây. Thì mọi người có thể hình dung không chưa ạ? À? Đúng không? Câu chuyện là hôm nay là Phương chỉ giới thiệu cho mọi người cái cách đi dây. Rồi hôm sau á, clip sau Phương sẽ nói cho mọi người bắt đầu là mình chuyển qua mình đấu nối. Rồi mình Phương sẽ đấu vô trong cái lọt CP này. Nguyên cái đống dây này. Đó, mình đã đi xong rồi. Đó, đúng không ạ? Đây, dây. Lòi đã lòi ra hết rồi. Đó mình đấu vô thiết bị cái mình đấu vô, mình nối vô ở trên đó, nên mình nối vô hết ở trên đó. Cái đó là dùng để cho mình nối. Các bạn hiểu không ạ? Phương tách ra để về cho nó dễ nè, hả? Còn nếu như các bạn làm xuyên cái sợi dây nguồn thì mình kéo một vòng mình kéo về đây luôn. Nhưng mà đó là rất mệt, cái đó là nguồn chính nữa. Không làm không có làm nổi đâu, nên là mình cứ tách dễ để cho mình dễ. Rồi đấu nối thì mình cứ cái nào mà chính á sẽ mua mấy cái cúc xoắn rồi ạ. Rồi quấn băng keo tuốt lại cho nó kỹ, cứ đấu nối tại bóp là ok, mình kiểm soát được hết. Đừng có đấu nối mà ví dụ như nối một khúc cái mình rút lên trên đây, cái này mình không thấy đường được, mình không có kiểm soát được, cái kia mình thấy được, có gì là mình phải phát hiện mình làm được này ha. Đó, đây nguồn về ăn cục chỗ này thì mình sẽ đấu vô. Các bạn thấy mấy anh thợ điện á, thường anh về cái chỗ mấy cái tủ điện á, cái này là gọi là một cái tủ điện tạm của mình nè. Đó, một rừng dây nhưng người ta vẫn đấu được, do người ta hiểu được nguyên tắc nên là người ta cứ dạy người ta đấu thôi. Rồi video của Phương là đến đây kết thúc, hy vọng là với cái chia sẻ cái cách kéo dây như thế này thì mọi người có thể hiểu được và mua dây như thế nào cho nó đúng, rồi mua dây rồi đi về mình kéo cho nó đủ dây, không có phải mà thiếu dây kéo đi cái loại đôi khi các bạn không suy nghĩ tới nó thiếu mất tiêu một dây, cái là mình không có, mình phải kéo lại đi cái loại rất cực. Rồi, Phương cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng mọi người thích video của Phương thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Phương nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.